Thưa quý vị, mới đây, tập đoàn CEO đã tổ chức lễ khai trương khu nghỉ dưỡng Best Western Premier Sonesia Phú Quốc. Đây là dự án thứ 3 nằm trong tổ hợp du lịch Sonesia Villas and Resort của tập đoàn này đi vào đón khách và là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng quốc tế Best Western tại Phú Quốc. Tới tham dự sự kiện khai trương lần này có sự hiện diện của nhiều cơ quan, tổ chức cũng như lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Dự án Best Western Premier Sonesia Phú Quốc tọa lạc tại bãi trường xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Best Western Premier Sonesia Phú Quốc có quy mô diện tích đất 34.807 m², tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án sở hữu 549 căn hộ nghỉ dưỡng và 16 biệt thự biển cao cấp với tầm nhìn rộng mở về phía biển. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn CEO đang là đơn vị đầu tư lớn nhất ở bãi trường và là một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc cả về tốc độ triển khai và chất lượng sản phẩm, dịch vụ với tổ hợp du lịch Sonesia Villas and Resort. Việc dự án này đi vào vận hành sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường Phú Quốc 715 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, khẳng định vị trí nhà đầu tư hàng đầu tại Phú Quốc của tập đoàn CEO.